không gọi được một xe taxi nào mà chờ nửa tiếng mà trời nóng. Ngày ngày hôm sau đi mua xe luôn. Mình cũng nói chung là khi mà mình đã thích rồi thì mọi việc nó cảm thấy nó rất là dễ dãi. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Bá Quang, mình đang 34 tuổi. Thì công việc hiện tại của mình đang làm ấy thì là đang làm nhân viên văn phòng của một ngân hàng. Mình mua xe thì cũng là một cái nhu cầu trong công việc, cũng như là một cái để làm sao cho cũng nhu cầu rất thiết của gia đình nữa. Công việc của mình thì hiện tại là mình cũng đi làm dẫn một ngày khoảng độ tầm 30 cây số, là do là cái chỗ mình ở thì gọi là đường rất là tắc. Mình vẫn muốn bắt một cái xe mà đưa con cháu cho mình, con nhỏ thỉnh thoảng đi đưa đi tiêm, thì đưa đi tiêm xong gọi xe, nhiều xe từ chối nhận thì tắc đường quá. Mình chọn Honda Brio ấy vì lý do cái đầu tiên là mình trông thấy cái ngoại thất, ngoại hình của cái xe ấy, rất là thể thao. Mình thì chơi thể thao cho nên mình rất thích cái thể thao và trông sport, trông khỏe một chút xíu. Thời điểm đó mình cũng xem qua nhiều mẫu xe, ví dụ như mẫu xe bán chạy như là cũng như bạn nói, thì mình thấy là ví dụ như Kia Morning thì với cả Hyundai i10. Thì Kia Morning thì mình thấy nhỏ quá. Lúc mà mình trước mình cũng có đi của bạn mình rồi, nhưng mà đi cũng vận tốc nó cao á, mình cảm thấy cái lái nó không an toàn. Nó cho mình đầu tiên là cái Brio cho mình cái cảm giác lái. Đấy, thì cảm giác lái nó không bị chệch choạc, không bị cứng. Nó kiểu cảm giác khi các bạn đạt một vận động đầu tiên nhá, các bạn ở cái trạng thái xe đứng im, ví dụ hoặc là đi chạy từ từ, đánh lái các bạn đánh lái rất nhẹ. Nên nó cũng cao thì bắt đầu có cái độ gần lái, kiểu nó như kiểu làm cho mình cái sự an toàn hơn ấy. Đấy, thì mình cũng chọn kiểu như là Brio thì vì nó cảm giác phong cách lái nó rất là thể thao. Thì trên cái cung đường của mình về là trên đường Nguyễn Tuân ấy. Thì cái chỗ cung đường đó thì một chiều ô tô, nhưng tuy nhiên thì có rất nhiều chung cư đúng không? Rất là tắc vào tầm buổi chiều. Sau rồi từ đó mình vòng ra Nguyễn Trãi cũng lại dính vào tắc. Để mình đi về thì thường thì trong trung bình mình đi mình thấy khoảng độ tầm đồng hồ báo là 6 lít rưỡi. Mình cũng thấy cũng khá là bình thường. Đi cái quãng đường từ Bắc Cạn đấy thì từ đây đây cũng khá là xa, và có những cái đoạn mà nó cũng gọi là cua, nó cũng rất là ngoằn ngoèo, nhưng mà video cho mình cảm giác nó lái nó rất là tốt. Thì nói chung là chỉ có một số cái những cái đôi khi là đối với những cái dốc, thì máy nó cũng hơi yếu một tí. Cũng phải thôi, vì cái máy chấm yếu như vậy thì cũng không đòi hỏi quá nhiều, vì phải tăng tốc mạnh hay như thế nào cả. Về quê thì có khi đi thì ít mà khi về thì nhiều. Nói phải nói nhà cốp xe thì nó chưa đạt được một cái nó rộng quá, nhưng mà cái kia mình phải để khéo nhá, bởi vì nó khi mà mình ngả nó vát cái ghế lên ấy, tưởng rất chéo nữa, đúng rồi. Nó chéo lên thì nó chỉ để được khoảng độ tầm 1-2 cái ở trên này thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì cái quăng sau cũng mà ngả ghế xuống thì nó rất là rộng. Thì đồ thì không quan trọng lắm bằng người, cho nên là cái không gian ở ghế đằng sau mình ngồi thì mình cảm thấy nó rất rộng rãi thoải mái. Đấy là ở trên thì là có vợ anh, thì là vợ mình là người bế cháu. Còn ở dưới là cháu lớn thì ngồi với cả ông bà thì rất là thoải mái.
thật ra thì nó không phải ở phần vận hành, nó ở phần ngoại thất là chủ yếu. Thiết kế đúng không? Cái thiết kế của cái chiếc xe này cảm thấy rất khỏe. Giả dụ như mình có đánh xe vào một bãi xe ở đâu ấy, thì mọi người hay hỏi thì tầm 60% đến 70% đấy, mọi người sẽ hỏi là Quang mới mua xe City à? Đấy, cái nhìn đúng Honda City à? Đấy, nhưng mà không, cái xe này là xe mới của bên phía Honda. Mình đã đi giới thiệu cho hộ Honda luôn, là Brio. Sau những cái chuyến đi dài như thế thì thường thì trên xe thì anh hay bật ca nhạc ấy. Đấy, cho nên là cái tiếng ồn và cái tiếng ù nó cũng giảm bớt đi rất là nhiều. Và cái nữa là ở cái phần lúc mà có chạy tốc độ nó tầm 80 ấy, thì cái tiếng gió nó cũng lùa vào khá nhiều. À, thứ hai nữa là nếu mà có cái chỗ tì tay thì tốt. Một số cái mẫu xe nhỏ nó có cái lách ở bên ấy, kéo xuống cái tì nó dễ hơn. Đây, vì sao thầy à? Vì cái khi mà mình kéo phanh tay lên ấy, thì kiểu mình cũng mua, mình chế cái hộp tì tay vào ấy, khi mà mình kéo lên này thì nó rơi hoặc là nó bị kẹp vào nhau ấy, thì nó không hay. Mình cũng nhiều lần mình đến bảo hành ấy, tại hãng thì cũng nói là điều hòa của anh cũng mát lạnh sâu đấy, nhưng mà đối với cái nắng này thì thật sự là mình cũng không cảm nhận được cái đó. Thực ra thì mình cũng tìm hiểu và cũng khắc phục những cái đó. Ví dụ như mình đầu tiên vào và mình nổ xe trước mấy phút, mình bật mắc cun lên, sau đó khi đẩy hết cái gió khí trong điều hòa xong rồi mình bắt đầu mới cho về tầm mắc bốn rồi mình đẩy xuống dần mất 3. Thì nếu với một cái điều hòa của các dòng xe khác ấy, thì sẽ không phải mất công như mình. Nếu về ví dụ như vấn đề mà tài chính mà tốt thì chiếc xe này mình sẽ để lại cho vợ mình đi sử dụng. Mình quyết định mua thêm chứ không bán. Đúng, nếu mà là có đấy, thật sự nếu mà có tài chính mình có đủ thì mình sẽ mua thêm không bán.